Ji Jin Hee diễn vai ngoại tình đạt đến mức bị vợ con ném đá, hôn nhân viên mãn đáng ngưỡng mộ. Ji Jin Hee là một trong những nam diễn viên thực lực nói không với scandal của làng giải trí Hàn Quốc. So với thời điểm cách đây hơn một thập kỷ, Ji Jin Hee không còn là cái tên phủ sóng rộng rãi. Tuy nhiên, anh vẫn giữ vững phong độ diễn xuất và được công chúng vô cùng yêu mến. Làm diễn viên vì thất nghiệp. Thời niên thiếu, Ji Jin Hee vốn không có ý định gia nhập làng giải trí. Sau khi cầm tấm bằng cử nhân ngành thiết kế đồ họa ở Đại học Myeong-ri, anh bắt đầu thay đổi sự nghiệp nhiếp ảnh. Cuộc đời của tài tử bất ngờ rẽ sang hướng khác khi anh gặp gỡ những tay săn tài năng trẻ đến từ công ty quản lý Sindus HQ. Nhận thấy tiềm năng tỏa sáng của Ji Jin Hee, họ thuyết phục anh trở thành người nổi tiếng. Ban đầu, Ji Jin Hee từ chối vì cho rằng bản thân không hợp thành sao. Anh chỉ muốn làm một công việc bình thường, có thể vận dụng những gì đã học. Song khoảng một năm sau, anh lại nhận lời. Nguyên nhân là công ty nơi Ji Jin Hee theo đuổi ngành nhiếp ảnh gặp khó khăn do tác động từ khủng hoảng tài chính khiến tài tử mất việc. Để mưu sinh, anh phải có công việc mới. Do đó, lời mời gọi hôm nào từ Sidus HQ chính là cứu cánh của Ji Jin Hee. Từ người mẫu đóng MV, Ji Jin Hee bắt đầu ra mắt với tư cách diễn viên thông qua bộ phim Female Secretary. Kể từ đó, con đường theo đuổi diễn xuất chuyên nghiệp của anh rộng mở. Tài tử lọt vào mắt xanh của nhiều nhà sản xuất phim truyền hình điện ảnh lớn và được săn đón cho các dự án phim hợp tác giữa Hàn Quốc và các quốc gia khác như Nhật Bản, Trung Quốc. Những năm của thập niên 2000, tên tuổi của Ji Jin Hee chủ yếu gắn liền với thể loại phim cổ trang. Anh là gương mặt quen thuộc của đài MBC, đơn vị thường xuyên phát sóng các tác phẩm cổ trang ăn khách. Nam diễn viên đã góp phần tạo nên thành công của những siêu phẩm truyền hình một thời như Nàng đi trên gươm, Đông Di. Nhờ vai nam chính trong loạt phim trên, Ji Jin Hee được xem là ngôi sao chuyên trị phim cổ trang. Ngoài Nàng đi trên gươm và Đông Di, một số tác phẩm nổi bật khác của Ji Jin Hee có thể kể đến là Love Blaster, Spring Days, The Crazy Mystery. Không dám xem phim mình đóng vì diễn ngoại tình quá đạt. Trong phim Người tình của tôi, Ji Jin Hee đóng vai người chồng ngoại tình và nhận được vô số lời khen từ khán giả và giới chuyên môn. Đây cũng là bộ phim mà Ji Jin Hee không dám xem lại vì bản thân diễn vai ngoại tình quá đạt, đạt đến mức chính anh cũng ghét cả chồng trong phim. Phim kể về câu chuyện của Do Hye-kan, Kim Hyun-joo thủ vai, một luật sư vì mải mê công việc mà thờ ơ với gia đình dẫn đến việc chồng cô, Ji-eun, Ji Jin Hee thủ vai ngoại tình với một cô gái trẻ. Sau khi ly hôn, Hye-kan dự định ra nước ngoài sống nhưng chưa kịp thực hiện thì cô đã không may gặp tai nạn và bị mất trí nhớ. Cô được luật sư Bae-seok cứu giúp vì nhầm tưởng là mối tình đầu Yuki của mình. Từ đó, Hye-kan sống cuộc đời của Yeon-ki rồi gặp lại Ji-eun và một lần nữa nảy sinh tình cảm với chồng cũ. Mặc dù là con trai duy nhất của tập đoàn dược nhưng Ji-eun không theo nghiệp cha, lúc nào cũng chỉ biết học và nghiên cứu. Cũng vì lẽ đó mà anh không hề biết vợ mình đang chịu bao nhiêu nỗi khổ. Từ những áp lực khi bước chân vào làm dâu nhà giàu, đến nỗi đau mất con, gánh nặng khi xử lý những việc phạm pháp của tập đoàn nhà chồng. Thấy vợ ngày một lạnh lùng, anh đã siêu lòng với cô nữ sinh Lee Eun Lee, mang vẻ hiền lành và ngây thơ giống vợ khi xưa. Để rồi sau khi mất vợ, anh mới nhận ra mình vẫn còn yêu cô ấy tha thiết. Sự dằn vặt hối hận muộn màng của người đàn ông này khiến không ít khán giả vừa bất mãn nhưng lại vừa thương cảm. Xuyên suốt bộ phim, khán giả sẽ được chứng kiến quá trình rạn nứt đổ vỡ và hành trình tìm lại tình yêu của đôi vợ chồng thành đạt. Qua đó, Người tình của tôi gửi gắm đến khán giả thông điệp, hãy trân trọng và giữ gìn hạnh phúc gia đình khi nó còn ngay trong tầm tay, đừng để sau này phải tiếc nuối. Vai diễn gã chồng ngoại tình khiến Ji Jin Hee nhận được vô số gạch đá và lời khen từ công chúng. Nam diễn viên Ji Jin Hee đã thú thật với truyền thông rằng hai con trai của anh sau khi xem phim đã chỉ trích gay gắt về nhân vật gã chồng ngoại tình do bố đóng. Vợ của nam tài tử cũng không ngoại lệ. Cũng vì lẽ đó mà anh không dám xem phim cùng với gia đình vì sợ sẽ bị vợ con hội đồng. Tuy nhiên, gã chồng ngoại tình bị ném đá càng nhiều chứng tỏ diễn xuất của Ji Jin Hee quá đỉnh. Hầu hết khán giả đều dành lời khen cho anh. Nam tài tử đã diễn quá đạt thế giới nội tâm của một người đàn ông hối hận vì đã ngoại tình và tổn thương vợ sâu sắc. Chuyện tình đẹp với vợ ngoài ngành. Suốt 20 năm hoạt động nghệ thuật, Ji Jin Hee hiếm khi dính điều tiếng. Ngay cả chuyện tình cảm, anh cũng không để bản thân vướng vào lùm xùm hay tin đồn yêu đương không hay. Trên màn ảnh, Ji Jin Hee nhiều lần sắm vai chồng ngoại tình. Thế nhưng ngoài đời, tài tử lại là người chung thủy, có chuyện tình đẹp như mơ với bà xã làm ngoài ngành giải trí. Ji Jin Hee gặp gỡ vợ là Lee Soo-yeon, một nữ thiết kế đồ họa khi cô vừa mới tốt nghiệp đại học. Ngày ấy, nam diễn viên họ Ji vẫn đang là một nhiếp ảnh gia, chưa bước chân vào showbiz. Lee Soo-yeon tìm đến anh với mong muốn chụp một bộ ảnh tốt nghiệp. Ji Jin Hee trúng tiếng sát ái tình ngay từ lần đầu chạm mặt người đẹp, tài tử chủ động nhắn nhủ cô lưu số điện thoại của anh. Tình yêu đến một cách tự nhiên, bộ đôi hẹn hò trong 6 năm rồi đi tới hôn nhân vào năm 2004.
Khi Ji Jin Hee quyết định gia nhập làng giải trí, Lee Soo Young ủng hộ anh hết mình. Tình cảm của họ vẫn bền chặt mặc cho bao nhiêu bóng hồng vây quanh ngôi sao phim nàng đê chân cườm. Ji Jin Hee không thuộc tiếp người lãng mạn, anh ít khi nhắc đến vợ, song thỉnh thoảng xuất hiện trong chương trình thực tế. Lúc ai đó hỏi đến bạn đời, nam diễn viên vẫn không ngại khen cô vẫn đẹp như lần đầu tiên anh thấy cô và bộc bạch rằng anh biết ơn bà xã vì đã ở bên cạnh mình nhiều năm như vậy. Sau gần 20 năm gắn bó, hạnh phúc của bộ đôi thêm vẹn tròn nhờ sự ra đời của hai thiên thần nhỏ. Khi xuất hiện trên chương trình truyền hình Taxi, anh đã gửi cho vợ một lời nhắn qua video. Anh luôn biết ơn và yêu em rất nhiều. Đây là cách duy nhất mà anh thể hiện được tình cảm của mình.